Quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Hôm nay hiện tại đang là 10 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2019. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc kệ TV mõ Sừng Châu. Thì chiếc kệ TV này kích thước 2m4 và chúng tôi là hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh khách hàng ở tại Sơn tỉnh Cẩm Khê, Phú Thọ. Trên màn hình là tổng thể của chiếc kệ TV đây. Thì chiếc kệ TV này được sản xuất từ 100% là chất liệu gỗ mun đuôi công. Ngoài bộ sản phẩm này ra thì chúng tôi còn làm cho anh một bộ ghế tần tử vàng gỗ mun đuôi công nữa. Trong video này thì tôi chỉ xin giới thiệu về chiếc kệ TV này thôi. Đây là tổng thể hình ảnh của sản phẩm. Chiếc kệ này là có kích thước là 2m4 và có 4 cánh, 4 ngăn kéo. Thiết kế mẫu rất là quen thuộc của chúng tôi rồi. Tuy nhiên những mẫu trước thì tôi giới thiệu đến quý vị là chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ hương đá cũng như là gỗ đỏ. Thì sản phẩm này là chúng tôi làm từ gỗ mun đuôi công. Về mẫu mã thì là vẫn y như vậy, tuy nhiên là nó chỉ khác nhau ở chất liệu gỗ thôi. Đây, quý vị thấy là vân gỗ mun đuôi công nhé. Đây là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Nhiều khách hàng khi nhìn thấy bảo là đây là tạo vân, cũng như tôi xin cam kết là đây là 100% là vân gỗ tự nhiên. Tôi có thể lướt qua đường nét chi tiết để quý vị xem tham khảo, cũng như là tôi gửi đến anh khách hàng của chúng tôi. Đây là chúng tôi vẫn chưa sơn hoàn thiện nhé. Đây là chỉ là sơn lót thôi. Chúng tôi sơn lót thì còn đánh dây giáp đi nữa, một vài nước dây giáp nữa thì chúng tôi mới hoàn thiện. Vân gỗ rất là đẹp và cực kỳ là nổi bật khi quý vị kê vào phòng khách của nhà mình luôn. Rất là giá trị, hoàn toàn tự nhiên, không có một đường vân nào giống đường vân nào. Đây là chi tiết thông tin liên hệ với xưởng chúng tôi. Thì chúng tôi có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 806. Đây là bên cạnh, đây là bộ ghế mun đuôi công Trần Thị Hoàng đây, cũng là một vị khách hàng nữa. Ngoài ra thì anh còn đặt chúng tôi là một chiếc sập thờ nữa. Chiếc sập thờ ngoài kia chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện chiếc sập thờ đây. Video thì tôi quay trực tiếp tại xưởng của chúng tôi, còn bên trong kia, bên ngoài chúng tôi trưng bày sản phẩm. Rồi tôi quay lại một lần nữa hình ảnh tổng thể của chiếc kệ cho quý vị có thể xem và tham khảo. Mọi chi tiết là quý vị thì liên hệ thông tin chúng tôi để trên biển kia. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé. Tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của sản phẩm này dưới link mô tả dẫn đến website đồ gỗ tùng8.com. Ok.